Ban đầu mua vé Pacific Airlines có giá 619.000 đồng, nhưng rồi số phận đưa đẩy sao mà lại ngồi hạng thương gia Vietnam Airlines mà không phải trả thêm đồng nào. Chuyện này thực sự có thể xảy ra được sao? Và đây là một vlog đáng lẽ đã không bao giờ ra đời cho đến khi mình ra đến cửa khởi hành. Xin chào các bạn, Travis đang có mặt tại sân bay Hải Phòng. Hôm trước thì Travis mua vé hạng phổ thông từ Hải Phòng về Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một chặng bay mà Travis cũng đã review rồi, cũng không định quay gì hết, cũng không định quay phòng chờ, không định quay review cái gì luôn. Nhưng mà sau khi mà ra cửa khởi hành thì là có lẽ do chuyến bay hôm nay đông quá, cho nên là hãng đã up lên cho mình lên hạng thương gia. Và lý do vì sao mà mình được nâng hạng lên thương gia miễn phí trong khi ban đầu mua vé hạng phổ thông? Sau chuyến đi từ Côn Đảo về Hải Phòng thì Travis ra sân bay về lại Thành phố Hồ Chí Minh, và ban đầu thì Travis mua vé Pacific Airlines giá có 619.000 đồng thôi các bạn, rất là rẻ luôn. Nhưng mà sau đó chuyến bay này bị đổi giờ, trễ tới 2 tiếng 35 phút và Travis gọi điện lên tổng đài Vietnam Airlines yêu cầu đổi vé sang chuyến khác sớm hơn vì chuyến này bị đổi quá trễ. Vì Pacific Airlines là hãng con của Vietnam Airlines nên cái việc chuyển sang một chuyến khác thuận lợi hơn cho dù là của Vietnam Airlines thì cũng rất là đơn giản, miễn là còn chỗ. Và đó là lý do mình mua vé rẻ Pacific Airlines nhưng mà lại được đi Vietnam Airlines. Và ra đến cửa khởi hành thì nhân viên đổi thẻ lên máy bay cho mình và nói anh được nâng lên hạng thương gia. Mình thì cũng khá bình tĩnh thôi vì cũng nhiều lần được nâng lên hạng thương gia kiểu này rồi. Và điều này xảy ra khi mà hạng phổ thông đã đầy chỗ nhưng mà hạng thương gia còn chỗ. Thì theo quy định của hãng, những khách được ưu tiên nâng hạng miễn phí tại sân bay lần lượt sẽ là khách VIP, khách SHIP, hội viên hạng bạch kim, vàng và sau đó là Titan. Và cái quy định này thì có ghi trên web của Vietnam Airlines, các bạn có thể lên xem và tham khảo nha. Và hôm nay hên là những diện khách ưu tiên khác không nhiều nên là may mắn đến lượt mình. Và đó cũng là lợi ích khi tham gia chương trình khách hàng thường xuyên bông sen vàng của Vietnam Airlines, hoàn toàn miễn phí luôn. Các bạn có thể xem lại vlog yêu máy bay số 163 về chương trình bông sen vàng của Vietnam Airlines nhé. À, đây là hình tô mì trứng và các loại giò chả mình ăn lót dạ cho bữa trưa trong phòng chờ hàng thương gia ở sân bay Cát Bi nè. Vì là từ đầu có tính không quay gì hết cho nên là không có video nào về phòng chờ mà chỉ cho tấm hình này thôi. Các bạn có thể xem các video bay đi và đến sân bay Cát Bi ở các vlog M9 số 71, 175, 220 và 229 nhé. Ồ, mà chính ra mình bay đi và đến sân bay Cát Bi cũng nhiều ghê nhỉ. Bây giờ thì ra máy bay thôi. Hôm nay khách ra máy bay bằng xe và đây là xe ưu tiên cho khách hạng thương gia. Khách có thể bạch kim, vàng và titan. Thực ra thì nếu như mà không đi hạng thương gia thì mình cũng có thể ngồi xe này ra máy bay vì mình là hội viên thẻ vàng. Giờ thì lên chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines thôi. Nguyên một tuần bay 7 chuyến và di chuyển liên tục thì đây coi như là một món quà nhẹ nhàng kết thúc chuyến đi nhiều ngày mệt mỏi. Vẫn là khoang hạng thương gia quen thuộc trên Airbus A321 với 16 ghế hạng thương gia bố trí theo sơ đồ là 2-2. Travis thì ngồi hàng số 4, một mình một hàng luôn. Và ghế mình đó là 4C nhưng mà về sau bên cạnh không có ai nên mình nhảy qua ngồi ghế cạnh cửa sổ. Và như thường lệ, trước chuyến bay, khách hàng thương gia được phục vụ nước đóng chai và khăn tẩm cồn sát khuẩn 65 độ trong mùa dịch này. Và ngồi chỗ rộng rãi thì thật là tuyệt vời. Và nhiều khi trời biết thấy là một trong những điều giá trị khi đi hạng thương gia là không gian ngồi rộng rãi và dễ thở nè. Nếu mà bạn đi nhiều và stress nữa thì gặp một cái chỗ rộng rãi ngồi như thế này sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Và giá trị đôi khi nằm ở cái điểm này nè, chứ không phải là suất ăn đâu. Còn bây giờ thì tạm biệt Hải Phòng, mấy bữa nữa có khi lại ghé nữa đó. Và thời gian qua thì phải nói là cực kỳ có duyên với sân bay Cát Bi luôn. Giới thiệu lại về ghế hạng thương gia Airbus A321 của Vietnam Airlines nhé. Không gian thì rộng rãi tất nhiên rồi. Và có các nút điều chỉnh tư thế ghế, miếng đệm lưng, tấm đỡ chân và kéo dài tấm đỡ chân để ngồi cho thoải mái. Và có cả chỗ để ly cũng như là cái chỗ mở rộng cái khay để ly ra như thế này nè. Và nói chung thì Travis thích cái ghế này hơn là ghế hạng thương gia mới trên Airbus A321neo cũng của Vietnam Airlines. Bàn ăn thì được mở ra như thế này nè. Chỉ cần nhấc cái nắp tay ghế lên là có thể kéo bàn ăn ra rồi. Và để xem trong thư ghế có gì nha. Qua tháng 10 rồi cho nên tạp chí Heritage lại có số mới. Và cái tạp chí bản tin Spirit của Vietnam Airlines này nè, cũng có nhiều câu chuyện hay về ngành hàng không lắm. Nếu có dịp thì các bạn có thể lướt qua nhé.
Bây giờ tiếp viên khoang hạng thương gia đã trải khăn bàn ra rồi, chuẩn bị phục vụ bữa ăn nhẹ cho hành khách. Và chuyến bay xuất phát lúc 13:10 vào khung giờ ăn giữa bữa, cho nên là chỉ được phục vụ ăn bữa nhẹ thôi, chứ không phải là bữa chính hay là bữa nóng. Mà mặc dù đã hơn 30 ngày rồi, nước mình chưa có ca Covid mới, nhưng mà vẫn cứ phải cẩn thận rửa tay trước khi ăn nhé. Mà kể cả khi không có dịch thì cũng nên vệ sinh tay trước khi ăn. Và đây là khay ăn nhẹ. Phần ăn nhẹ là một cái bánh nướng nhân thịt băm và phô mai. Và xem ra chiếc bánh nó hơi khiêm tốn so với cái đĩa và khay ăn, nhưng mà đối với mình thì cũng không vấn đề gì vì đã ăn trưa dưới phòng chờ rồi. Ngoài ra còn có một trái quýt tráng miệng nè. Mình thì vẫn mong tráng miệng là một cái bánh hoặc là một trái chuối hơn. Và trái quýt thì bóc nó hơi mất công và phải ăn phải nhằn hột nữa. Với thức uống thì đi hạng thương gia của Vietnam Airlines mùa này nhất định phải yêu cầu nước ép rau củ tươi Real Real mới chịu nha. Hôm nay có đúng loại mình thích luôn là nước Hello Green, với thành phần là nước ép ổi, táo, cải, kale, cần tây, chanh, review riết mà thuộc thành phần cái nước này luôn các bạn. Và đầu giờ chiều cho nên là mình cũng không quên yêu cầu một tách cà phê nóng hổi. Còn bây giờ thì mà lem thôi. Cái bánh cũng nhỏ nhỏ nên mình kết thúc bữa ăn cũng khá là nhanh. Và uống nước rau củ yêu thích, sau đó là uống cà phê, nằm nghỉ ngơi và đợi máy bay hạ cánh. Cũng may hôm nay ăn nhẹ cho nên không có gì nhiều để quay và có nhiều thời gian để nằm nghỉ ngơi. Và nhiều bạn hỏi Travip là bay nhiều có ngán không? Có ngán. Và nhiều bạn lại hỏi Travip mùa này cứ bay hoài trong nước có chán không? Có, chán lắm. Mà thôi ráng đợi bay quốc tế bình thường trở lại rồi sẽ review nhiều hãng hơn, nhiều dịch vụ hơn. Còn giờ thì cố gắng chia sẻ được câu chuyện nào hay, tích cực thì chia sẻ với các bạn thôi. Vậy là Travis đã kết thúc một chuyến bay là sao? Rất là bất ngờ. Không nghĩ đến, lúc đầu không định quay vlog các bạn, bởi vì là chỉ là bay hạng phổ thông thôi. Nhưng mà được nâng hạng phút chót ngay tại cửa, cho nên là quyết định chia sẻ với các bạn trải nghiệm này. Bây giờ thì Travis sẽ lấy hành lý và đi về, chuẩn bị cho những chuyến bay tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem vlog nha. Và nếu các bạn thích vlog này, đừng quên cho Yêu Bay một subscribe, like và share nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.